Thưa các bác, hôm nay chúng ta lại cùng nhau trồng kiếm. Thì hôm nọ tôi có một cái video hướng gọi là chia sẻ với các bác, hay là vừa làm vừa nói chuyện thôi, thì để chúng ta cùng trồng kiếm. Thì hôm nọ là có một cái chậu kiếm tuyết ngọc, nó thuộc là dòng lô hội, thì trồng hết vào các chậu nhựa, và tôi làm móc treo và tôi treo lên để cho nó đỡ tốn diện tích. Hai nơi treo thì nó có cái sự chắc chắn, chứ để dưới nó rất có thể nó hay bị đổ. Thế thì hôm nay thì hôm nay thì tôi lại có cái chậu vị hoàng. Đấy, có một cái chậu vị hoàng thì là cũng muốn trồng để là cùng các bác ngồi trồng cho nó vui. Thứ hai là chúng ta cùng thì các cái thứ mà chậu này thì tôi đã làm sẵn rồi, và bây giờ tôi chỉ có trồng cây và chậu thôi. Thì một chậu kiếm vị hoàng ấy, thì bây giờ chúng ta mà tách ra ấy, thì nó có rất nhiều các loại các thân kiếm. Thì trong cái các cái thân kiếm thì cũng có cái thân mà được cho là cái thân tơ, đúng không ạ? Thân tơ có nghĩa là cái thân mà chưa có phát cắt nào ấy, gọi là thân tơ. Thế thì trong đấy nó có thân tơ, thân một nhát cắt này. Một nhát cắt là thân tơ. Thế còn hai nhát cắt thì nó là thân bố mẹ. Đấy, ba nhát đấy. Thế còn cái thân cũ kỵ ông bà nữa, như đấy là có một vết cắt và hai vết cắt là chính, đúng không? Đấy. Thậm chí có cây ba vết cắt, nhưng mà đa phần đấy đến hai vết cắt là nó cũng thuộc là dòng thân bố mẹ. Thế còn thân tơ là mới nó ở mẹ nó đẻ ra cái ta cắt phát thì gọi là một vết cắt, chắc là như thế. Đấy, thì chúng ta cứ tạm hiểu với nhau là như thế. Thì nếu mà về nguyên tắc thì cái những cái mà nó thuộc là một vết cắt ấy, thân tơ ấy, thì nó có cái sức khỏe và sự phát triển tốt hơn so với những cái thân mẹ. Bởi vì thân mẹ nó đã có một vết cắt rồi, đấy, thì là nó có nghĩa là một mầm nó đã nảy rồi, hoặc là có thể hai mầm nó đã nảy rồi. Đấy, thì nó có thể nó ít, còn ít mầm hơn. Tuy nhiên thì các cái gốc ấy là nó vẫn còn mầm để mà cây nó đẻ bình thường. Đấy, vẫn đẻ tốt, vẫn là nhân giống rất tốt. Kể cả cu kỵ ông bà thì cứ mỗi cái lá nó là một cái nách, mỗi cái cá ăn lá nó là một cái nách lá, thì mỗi cái nách lá thì nó sẽ có một cái đấy, một cái mầm đấy. Đấy, khi mà cái mầm mà nó được kích thích đấy, thì là nó sẽ phát triển. Đây là một cái thân gọi là thân thân già, thân mẹ đấy. Thế nhưng mà rất là đẹp. Cái bộ rễ này tôi cắt rất khéo cho nên là nó khá là còn nguyên vẹn. Thế còn bình thường thì có thể là nó mà dập nát hoặc có vấn đề thì cắt hết, cũng không cần phải đi hết phải để hết đâu, cắt trụi luôn rồi nó sẽ mọc cái rễ mới, hoặc là cây con nó lên thì nó mọc cái rễ mới. Đấy, còn nếu mà giữ gìn được cái thân nó vẫn còn cái rễ nó vẫn còn màu trắng ra thì chúng ta cũng nên giữ lại. Đấy. Thế còn không thì chúng ta có thể là bỏ. Đấy, thì khi ta lựa cái chậu và ta đặt vào thì nó như thế này. Cái đầu tiên thì ta cũng cứ lấy cái gì ta gá lại đã, tạm đây cứ gá tạm ngược cái dây rút này để cho nó đứng lại im một chỗ. Thì thưa các bác là khi mà chúng ta trồng kiếm ấy, thì cái tôi cũng học hỏi các bác ấy và chúng ta trồng, thì thứ nhất là cái
cái thân kiếm này chúng ta khi mà trồng thì chúng ta cũng lựa nhìn cái hướng phát triển, ví dụ như cái cây mà nó là thân tơ chẳng hạn thì là nó rất có xu hướng là hai bên nách này, này nó sẽ mọc ra như hai cái sừng trâu thì chúng ta nên để cây vào giữa. Thế còn nếu mà những cái chậu mà những cái thân mà nó có thể nó đi một phía, nó đẻ một phía thôi thì chúng ta sẽ để lệch cái đằng không đẻ vào sát chậu một chút, có nghĩa là sát về bên này một chút để khi mà nó đẻ ra thì nó dần dần nó đẻ ra ra giữa chậu, và khi mà đến điểm ngoài này là hết chỗ thì mà chậu nó to rồi thì chúng ta có thể là thay chậu mới. Đấy, tách ra nhân giống thành chậu mới, đấy là về cái lý thuyết là như vậy. Đấy, thế còn nếu không thì chúng ta cứ trồng lựa và để trồng cho nó thật hợp lợi hợp lý các bác nhé. Thì đây tôi thật cẩn thận thì tôi cũng làm cái đây là cái lưới mà đựng ấy đấy các bác, đựng phân đấy. Cái phân thân chậm thì mình cũng làm cái này xong là cho nó đỡ tiếp xúc vào cái dây sắt dây nhôm này này, nó có thể nó bị ngấn ấy, làm xấu cái lá đi. Đấy là về nguyên tắc là như thế này, gọi là giống như kiểu mình lót ấy, hay là cho bông và những cái cây mà nó và lá cho nó khỏi bị cọ sát ấy. Đấy là nguyên tắc là lý như thế đâu. Đấy. Đây cái chậu này của các bác là đây cái lá nó bị lỗi này, bị hỏng này. Có nghĩa là nó bị bỏng lạnh hoặc là như kiểu là bị cháy lá. Như cháy lá. Thì cái lý do này là do tôi. Cái hôm ấy thì nó đang ở cái chỗ vị trí mà nó hơi ít nắng. Thế khi mà cái hôm mà mùa đông ấy, mùa đông thì thấy hôm ấy nó ít nắng thì tôi mới mang nó ra, bảo hôm nay nó trời nó sáng sáng thì cho nó ra cái chỗ nó nhiều ánh sáng hơn chút để nó hấp thu ánh sáng. Thế nhưng mà không may là và đúng cái hôm mà là cái mấy hôm sau là cái nắng nó cũng to hơn. Tôi không hiểu là do nắng to đấy hay là cái đợt sau là nó bị cái gió mùa hôm ấy nó rất là lạnh, sau cái đợt ấy nó rất là lạnh. Thế thì không biết là do là nó bị cái nắng nó soi vào trực tiếp ấy, soi trực tiếp ấy. Nhưng mà nắng mùa đông hay là cái đợt rét sau ấy là nó tạo nên cái sự ấy, tạo nên cái sự cháy lá. Ở đây dùng cái dây này cũng được hoặc là dùng cái dây rút này cũng được. Dây rút thì các bác nên rút để ngược lại này thì khi mà lúc mình tháo ra nó dễ, không phải bấm. Đấy, rất là dễ dịch ra dịch vào được, có nghĩa là lộn ngược nó lại đấy. Thì cái đấy nó nhanh, nhưng còn nếu không thì chúng ta có thể dùng cái dây điện thoại này, cái dây mà gọi là thông tin ấy, nó nhỏ nhỏ ấy. Thì cái dây này khi mà làm cái dây hỏng xong chúng ta rút ra sẽ lấy cái sợi, còn nếu mà ngon lành đơn giản thì chúng ta lấy cái dây rút cái cỡ dây rút vừa phải chúng ta hơi thít nó hơi đến vừa đến lá là đẹp cũng được. Thế cái đấy tùy các bác nhé, ta làm nào thì thấy nó cứ hợp lý là chúng ta làm theo thôi. Đấy, chứ không nhất thiết là máy móc. Chúng ta làm cái gì chúng ta cũng phải gọi là cứ suy nghĩ đấy. Mình có thể nghĩ ra một cái kiểu gì đấy làm nó đơn giản mà nó hợp lý, chứ không nhất thiết là cứ phải theo một cái tip coi như là rất là gì, rất là máy móc thì là không nên. Đấy,
chẳng hạn như này, các bác mà có dây rút hoặc vào bất kể một cái gì đấy, các bác có thể làm theo cái đấy cũng được. Làm sao cứ gà gá cho nó chặt chẽ ở cái chỗ này. Thì đây nó sẽ đứng im. Làm sao cái này chủ yếu là chúng ta cố định cây ở chậu này, sao cho nó đứng im, cái bộ rễ của nó là nó không bị lúc lắc ấy. Không bị lúc lắc thì rễ nó ra đâu thì nó bám luôn vào giá thể đến đấy. Chứ còn nếu mà chúng ta mà để nó không chặt, gió nó lay hay là do động trạng cơ học ấy, thì là nó sẽ làm cho cái cây nó lung lay. Làm cây nó lung lay thì bộ rễ nó không đi vào giá thể được, không vào giá thể được. Nên là chúng ta cũng nên lưu ý. Lưu ý làm sao đấy, cho nó hợp lý. Thì những cái này là chúng ta cứ đấy, làm cẩn thận, tỉ mỉ một chút. Những cái thứ này là nên chúng ta nên làm thật tỉ mỉ, cẩn thận. Chỉ cần sơ sẩy một tí thôi các bác, là sơ sẩy một tí thôi là có khi chúng ta cũng làm gãy hoặc dập hoặc là gì đó một cái lá, hoặc gãy một cái mầm thì rất là tiếc. Đấy, những cái cây mà có giá trị tiền triệu hoặc nhiều hơn nữa cơ, ví dụ như là phan chí quế chẳng hạn, thì giờ nó giá trị nó cực lớn. Đấy, các bác rất là chắc chắn. Thì cái lá này mình để luôn ở đây, kéo luôn cái dây này vào. Đấy thì là về cách trồng nó là như vậy, đơn giản thế thôi. Đấy, như thế này, sau đó cái chỗ này thì chúng ta dùng cái nhẹ nhàng này. Bắt đầu là lấy cái sơ dừa. Cái sơ dừa thì ta mua bao, sau đó là ta với đem ta ngâm. Nhà tôi có cái ao ở trước này, thế là đem vất xuống ao, buộc dây vất xuống ao cỡ đâu khoảng 3-4-5 ngày. Đấy, sau đó là nhấc lên rũ cho nó róc nước ấy, trôi những cái mà cứ cho là nó cái độ chát nó bớt đi. Đấy, hoặc là những cái không cần thiết thì chúng ta có thể là loại bỏ nó đi. Đấy. Sau đó là chúng ta để ráo. Đấy. Chúng ta trồng. Thì cái sơ dừa này thì nó có tác dụng là giữ ẩm. Giữ ẩm rất tốt. Các bạn mà trồng, các bác cái trồng quen mà các bác ấy còn nói là nó cũng rất là hiệu quả. Hết rồi đây. Lấy bắp khác. Thì cái giá thể trồng ấy thì mỗi bác hoặc là mỗi khu vực trồng nó có khác nhau về cái giá thể. Đấy thì là có nơi thì là trồng giá thể như đây tôi, thì đây tôi đang trồng là vỏ thông này với vỏ thông, thế rồi phân trâu bò tôi tự hú, phân tan chậm. Đấy. Thế còn có bác thì họ trồng bằng cái vỏ lạc hun, có bác thì trồng bằng xỉ than. Đấy, giờ trước tôi còn trồng đập bằng cái xỉ của cái lò, gọi là cái bếp tổ ong đấy, xong rồi đập ra rồi trộn với đá sỏi ấy, sỏi xây dựng ấy, sỏi mà người ta sàng ở cát vàng ra ấy, trộn đều với nhau một chút vỏ thông nữa, thế này trồng thì tôi thấy, tôi trồng thấy nó cũng lên tốt. Đấy, chứng tỏ là cái giá thể thì đừng máy móc là nó cứ phải vỏ thông hay là cứ phải cái nọ phải cái kia,
mà vấn đề là chúng ta có cái vật liệu gì thì chúng ta có thể trồng cái đấy, chứ chúng ta không máy móc. Đấy, ví dụ nhà chúng ta đầy coi như là vỏ sấu vỏ lạc đúng không, đầy rồi đấy, hun đầy rồi đấy thì đấy không trồng. Thấy người ta các bác nào đó hướng dẫn bảo là phải trồng bằng vỏ thông hay là cái gì cơ, thế là cũng đi mua tận vỏ thông, và những cái thứ bắt lại là thế là sai lầm, không đúng. Thế như thế này là rất là ngon rồi các bác nhé, cái này cứ thế là để thôi đấy. Tiếp tục trồng một chỗ nữa. Đấy, thế này là chúng ta là phải là gọi là tận dụng các cái vật liệu có sẵn đấy để mà trồng, chứ đừng máy móc các bác nhé. Mà tôi thấy là nó rất dễ trồng, nó trồng cái gì nó cũng lên cả đấy, mà nó không 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 cầu kỳ lắm đâu, cầu kỳ quá rồi đâm hay hỏng lắm. Các bác chăm sóc cà phê thế, các bác cứ ở cái mức độ vừa phải thôi, gọi là đừng có mong mỏi nó lên nhanh rồi nó thế nọ thế kia rồi cuối cùng lại sai lầm, thế là cứ sai lầm hết, sai lầm nọ sai sang sai lầm kia, cuối cùng ra là cây thì bị lúc thì ngộp phân, lúc thì thiếu, lúc thì bị phải giải độc, lúc thì thế nọ thế kia, nó lằng nhằng lắm. Chúng ta cứ trồng ở cái mức độ vừa phải. Đây như tôi đây thì tôi trồng rất là thiên về cái trồng hữu cơ các bạn. Ví dụ như chúng ta trồng kiếm này đấy, thì là có một số thì các bác nói là cái không cần cho cái phân hữu cơ ở dưới này trộn lẫn với giá thể hoặc để ở phần dưới này, thế nhưng có người thì lại bảo rất cần, tại vì cái đấy là sau này nó sông hơi lên rồi cái gì nhỉ? Cái phân ấy nó có tác dụng bền vững, cây phát triển rất là bền vững. Thế nhưng có bác thì cho rằng là không nên như thế, và chúng ta bón ở phía trên mặt này thôi. Thế thì tôi thấy là khi mà rắc một chút phân tan chậm đấy, xuống dưới này, sau đó là chúng ta cho phân chùn chùn ở phun phân gọi là phân bò ủ hũ ấy, của tôi là phân bò ủ hũ với nấm chì cô, khi ấy tôi đùn viên xong rồi tôi rắc xuống dưới trộn lẫn với phân tan chậm để cho nó cây lan nó hút dinh dưỡng dần ở cái chế độ bền vững, gọi như là sau này có bị bận thì chúng ta chỉ cần tưới nước, chỉ cần tưới nước là cũng đã đủ rồi, không cần hôm vài cứ mỗi tuần một lần bón phân, thậm chí nó nhiều quá công việc lu bu là chúng ta không thể thực hiện được như thế được đâu, mà chúng ta chỉ có tưới nước được thôi chứ không thể bón phân đều đặn như thế. Cho nên là cái phần phân bón gốc là tôi rất là quan trọng, có nghĩa là tôi rất tin dùng và quan trọng đấy, chứ không 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 thiên về phân gọi là bón lá nhiều đấy. Đấy thì có mỗi bác thì mỗi người có một cái cách cách trồng đấy, thì có thể nó cái suy nghĩ nó khác nhau đấy. Tuy nhiên thì đấy là một cách cách trồng của tôi là nó như vậy, phong lan địa lan thì tôi cũng đều thế cả đấy. Thế nên là các bác tùy nhá, tùy cơ ứng biến, tùy theo cách suy nghĩ của các bác, suy luận của các bác mà các bác cảm thấy nó hợp lý đấy, thì chúng ta sẽ tiến hành đấy. Đấy, như cái cây này thì thứ nhất các bác nhìn cái bản lá này nó dài dài phải đến 8 7 8 cm, cái này nó gọi là quá dài các bạn. Thì cái này là do là cái cây này để ở chỗ nó vắng quá, có nghĩa là chỗ ít ánh sáng quá, nó hơi ít ánh sáng, cho nên là khi mà cây nó phát triển thì nó sẽ có xu hướng nó sẽ vươn dài
nó vươn dài được các bác, vươn dài lá. Cây thì to, cây này khá to đấy, gốc to nhưng mà nó để vươn dài, nhìn nó không cân đối. Đấy thì sau hy vọng ngày mai là sẽ cây nó sẽ côn lại, nó ngắn lại một chút để trông nó sẽ đẹp. Đấy. Chứ nó dài quá thì nhìn nó gọi là trường kiếm nha các bác, thì nó nhìn nó không đẹp. Nếu mà cây nó cái tầm nó khoảng 50 phân đấy, 45, 50, 60 gì đấy là hợp lý, là đẹp. Thế còn nếu mà cây mà nó quá dài ấy, như cây của tôi này, thì là giá lá nó sẽ nhìn nó sẽ không đẹp. Tuy bản lá là đến 4 phân rưỡi đấy, chứ không ít đâu. Vào đây, quên cắt lót rồi. Đấy thì là làm sao luyện cái bản lá mà nó xuống 50 cm, sau đó là nó đấy, bản lá nó to ra, bản lá lên đến 5 phân 6 phân 7 phân ví dụ thế thì thôi rồi, cây kiếm của chúng ta nó đẹp lắm. Nên các bác là cố gắng là đấy, người ta gọi là luyện kiếm các bác nhá, luyện kiếm làm sao cho lá nó ngắn lại một chút và nó bản nó to ra, xanh mướt, đấy là nó mới là đúng, là hợp lý đấy. Thì ví dụ như cái cây này chẳng hạn, giả sử như cái cây này của tôi chẳng hạn, nếu mà cái điều kiện đúng mà theo cái cách luyện mà chuẩn được ấy, đạt được ấy, thì là nó sẽ ngắn lá lại đến tầm này thôi, bỏ đi khoảng 25-30 phân, xong bản lá này nó to lên 5-6 phân 6-7 phân, thì cái đầy con kiểu gì nó cũng ngắn đi được khoảng 10 phân, đầy cháu nó sẽ ngắn đi 10 phân nữa là ngon. Nên có nghĩa là đến đầy cháu là cây sẽ hoàn thành ở cái mức độ là ấy, hoàn thành ở cái mức độ là cây đạt tiêu chuẩn là về vóc dáng đẹp, vóc dáng tiêu chuẩn đẹp. Cái này là dài quá đấy, giờ ta lấy làm giống đấy. Cái lá này còn bị dập giữa do va chạm, va đập. Hai nữa lá nó quá dài, khi mà nó mất nước một cái hoặc là gì đấy là nó sẽ nghiêng ngã ra và nó sẽ mất nước, nó sẽ gập. Thôi hai cái này đã nhỡ rồi thôi. Đấy thì nó là như vậy. Hiện bây giờ kiếm giá là khá đắt đấy, bắt đầu lên rất là cao. Cái nhu cầu chơi kiếm thì bắt đầu lên rất nhiều. Bởi vì là chơi kiếm thì thưa các bác là một cái cách chơi cổ truyền của các cụ để lại đấy. Đấy, các cụ của chúng ta ngày xưa chơi kiếm là chơi clan, là chơi kiếm, chơi địa đấy, chứ không phải là phong lan đâu. Ở các cái gọi là vườn ấy thì đã có rất là nhiều địa lan đấy. Địa lan nó có một cái gì đó nó hấp dẫn, rất là hấp dẫn. Thế nên là các cụ chơi là chơi địa lan. Hai nữa là chơi theo cái dòng lá ấy nữa, cả cái lá kiếm, lá mềm, có nghĩa là lá này gọi là lá cứng, đúng không? Dày cứng. Thế còn cái loại gọi là lá mềm thì là nó là ví dụ như là mặc xuân này, đấy, mặc xuân này, thế rồi các cái dòng biến thể của mặc xuân, va của mặc xuân, đấy, thế rồi nó nhiều loại lắm. Tóm lại là rất là nhiều loại mà các cụ đấy chơi. Các cụ chơi đấy, ngày xưa là gọi là toàn các
người có điều kiện ấy, quan giống như kiểu quan vua quan ấy, để vua chơi lan nhưng mà quan chơi giật trà, chẳng biết là câu nó như thế nào đúng không, nhưng mà tóm lại là dành cho giới quý tộc. Sau này thì cái thú chơi này nó sẽ nó lan rộng và ai cũng được chơi. Đấy, như tôi đi nông dân này vẫn cũng được chơi kiếm này. Đấy, cũng được chơi lan này. Đấy, thế là sung sướng không? Ta sướng như vua ngày xưa. Đấy là như vậy. Thế nên là cái thú chơi này thì khi mà ai chưa chơi thì thôi, chứ nếu mà đã chơi rồi nó hay bị say mê lắm. Nó hay bị say mê lắm. Nhiều khi nó thơ thẩn luôn. Thế là cái vườn của mình thì càng ngày càng đầy, như lại càng đầy thì nhưng mà vẫn muốn sưu tầm các bạn. Thế buồn cười. Vườn có khi đầy ấm áp nhưng mà nhìn đâu vẫn mắt vẫn thèm lắm. Vẫn cứ muốn nhà mình có nhiều hơn mà nhà mình có đủ thứ. Các bạn nhé. Thế nên là cái chơi lan, đú chơi lan nó vậy đấy. Có nghĩa nhà mình đã có rồi thì muốn có thêm, chưa có thì phải có bằng được. Đấy, nên là cứ sưu tập. Thế là sau này chia sẻ cho nhau những cái giống quý, những lan giống quý đẹp. Đấy. Tôi thì tôi cứ trồng bằng mặt chậu này, không biết là chắc là đẹp. Đấy, cái chỗ này mà tí lấy cái xong là táp nó lên cho nó không bị gãy. Đấy. Thế này cũng ok rồi. Tiếp. Tiếp một chậu nữa. Tiện đang vui chuyện với các bác. Vui chuyện với các bác ngồi trồng cho nó vui. Tối hôm nọ đã được cả một tối ngồi vừa nói chuyện mà cũng vừa làm. Rất cảm ơn các bác là cũng lắng nghe tôi ngồi nói chuyện, gọi là cho nó vui và tôi lại làm được việc, nên là rất là cảm ơn các bạn. Chơi lan này thì nó có những cái thú mà gọi điểm nhấn là nó như thế này các bạn này. Một là lúc chúng ta trồng lan, lúc chúng ta mua lan này, đi mua lan ấy thích lắm. Đi mua sưu tầm mà thấy nó ưng ý thì nó cảm thấy nó sung sướng lắm. Đấy là cái cảm giác đi mua, mà tất cả các cái mua gì thì cũng đều thích cả, mua là mình được mà. Nên là đều thích, rất là hứng thú. Thì là cái lúc mua mà chúng ta mua được cái gì mà chúng ta đi sưu tầm nó ưng ý thì chúng ta thấy sung sướng lắm. Đấy là cái đầu tiên là đi mua. Thế khi mua về bắt đầu chúng ta trồng. Mua về là đương nhiên là phải trồng. Đấy, thì cái trồng lan này cũng rất hứng thú, dễ sướng lắm. Nó vất vả lắm chứ không phải nhàn đâu. Có nghĩa là khi mà trồng lan đó là vất vả lắm. Nếu như có sẵn rồi thì chúng ta có thể mua, thì chuẩn bị rồi mua các thứ rồi trồng. Đấy. Khi nó không có, chưa có ngay thì phải đi sắm rồi đi mua rồi thậm chí phải tự làm ra. Như đợt trước tôi nói với các bác là nông dân mà. Đấy, không có tiền nhiều thì chúng ta bắt đầu phải tận dụng. Ví dụ như cái giá thể, ví dụ họ nói phong lan này trồng phải bằng vỏ thông này, hay phải bằng đá bọt này, phải bằng rêu chi lê con sâu này, gì nó đắt, vừa đắt mà không phải lúc nào cũng mua được.
hoặc là nhiều khi cũng chẳng có tiền mua. Thế thì chúng ta bắt buộc là gọi là cái khó thì nó ló cái khôn, hoặc là phải tự mà tìm cái cách những cái gì đó. Giả sử như là kiếm đâu được cái khúc gỗ đấy, ví dụ nông thôn thì nó cũng hay có những cái cây nhãn cây nhớt thì chặt. Thế rồi là có những cái gỗ cù này thì cù già khắc đế, mắt nhìn cũng chẳng biết là nó còn mắt không nhưng kệ, vẫn cứ trồng bình thường, hy vọng là nó sẽ đẻ con. Đấy, thế là đấy đang nói với các bác đấy, cứ trồng ở giữa đây, hơi nghiêng về đằng đằng tôi này một chút, cái lưng cái đây nó gọi là cái mông ấy, lưng ấy thì hơi cái bằng ngửa thì hơi về đằng tôi một chút đấy, có nghĩa là trồng hơi nghiêng về phía đằng tôi, đằng này là đang cho nó đẻ ra đấy, giả sử thế. Đấy thì thế sau đó là chúng ta cứ lấy cái gỗ đấy rồi chúng ta tạo thành, ví dụ như cắt gỗ đó, nổi dỗi thì cưa cắt gỗ rồi bắt đầu làm thành những cái miếng gỗ nhỏ nhỏ này này, xong nó cho vào chậu trồng thì nó cũng không khác gì, nói chung với các bác là không khác gì cái vỏ thông với các cái giá thể khác đâu, nó cũng giống nhau cả thôi, nó chỉ có mỗi cái nhược điểm là cái ví dụ cái gỗ thật, cái gỗ nguyên chất, cái nhãn mà trẻ ra đấy, cắt ra từng đoạn đoạn vụn vụn một này thì nó sẽ nặng, nó nặng chậu hơn là so với cái hơn là cái vỏ thông đấy. Thế nên là, thế nhưng mà độ bền của nó thì còn tốt hơn đấy. Như có một hai cái video các bác mà đã xem kênh của tôi lâu rồi thì nó có cái mấy cái video mà nói về cái cách trồng kiếm, trồng phong lan ấy, bằng giá thể không đồng ấy. Có nghĩa là mình tự đi làm, mình tự nhặt, thế rồi mình tự làm cái giá thể để mình trồng đấy, chứ không phải đi mua. Thì tôi nói là cái giá thể không đồng đấy là nói ở nông thôn nhá. Thế còn ở thành phố mà các bác đi mua thì vẫn phải mất tiền đúng không, nhưng mà ở nông thôn thì ví dụ như cây nhãn mà chặt ra khi vất trồng gọi là làm đồ thổi nên bây giờ chán nhưng chẳng muốn nấu bằng củi nữa, là trồng toàn bếp ga bếp điện. Thế nên là nhiều khi còn cứ vất lay vất lắt ấy. Thế là cắt khúc để đấy thì lấy cái khúc ấy chúng ta tạo nên cái giá thể chúng ta trồng đấy. Hoặc là lấy cả cái khúc ấy và đính trồng cái cây lan phong lan lên. Thực ra là gì nhỉ, trồng thế là cái một cách cổ truyền của các cụ ngày xưa ấy, chứ không phải là các cụ ngày xưa là chỉ có đi cái gì nhỉ, đi kiếm cái cây gỗ sau đó là trồng lan vào cái khúc gỗ. Thế thì sau này bắt đầu với trồng chậu thì nó mới sinh ra như thế. Thì tất nhiên là cái mọi thứ là nó đều chứ ngày xưa trồng độc bằng khúc gỗ ấy, chứ treo lủng lẳng ấy chứ. Đấy sau này là ví dụ như cái vườn nó rộng như nhà tôi này thì trồng gỗ thì có thể là treo, nó còn có chỗ mà treo. Thế còn khi mà cái diện tích nó nhỏ lại, ví dụ như là ở những cái diện tích mà nó nhỏ thì bắt đầu người ta mới nghĩ ra trồng ở trong chậu thì nó vừa đẹp hơn, hay là nó dễ treo. Dễ treo hoặc là nó đẹp hoặc là như nào đấy thì người bắt đầu chuyển dần sang đấy. Thế chứ còn lúc đầu thì cũng độc trồng bằng cái khúc gỗ cắt ở rừng về nguyên bản đấy, xong bắt đầu họ treo lên ấy. Thế nên là trồng cái này chúng ta phải dựa vào cái nhiều khi cũng dựa vào cái thiên nhiên tự nhiên của nó. Giả sử như là các bác đi rừng thì các bác ấy biết là cây kiếm này nó mọc ở đâu, vị trí nào, giả sử như nó mọc ở ven bờ suối hay là ở các cái khe của cây của cái
tảng đá ví dụ như thế, nó có những cái vết nứt đấy là nó cây kiếm này nó sẽ mọc ở đấy thành bụi ở đấy, hoặc là những cái chạc cây ví dụ như thế, thì khi mà mình về mình luyện nó, hoặc là gọi là thuần nó, các loại lan ấy chứ không riêng người kiếm đâu nhé, các loại lan ấy. Khi thuần nó thì chúng ta phải hiểu nó là nó sống ở đâu này, nó như thế nào này, sau đó là chúng ta tạo cái môi trường, đúng không? Tạo cái môi trường của nó hao đấy, hoặc là nó giống cái điều kiện tự nhiên đấy, để cho cây nó thích nghi đấy. Thực ra là cây nó phải thích nghi với cái điều kiện sống, thì nếu mà cái điều kiện sống của nó giống như tự nhiên mà nó thuận lợi thì cây nó sẽ phát triển tốt hơn. Đấy là chúng ta gọi là thuần lan, là nó ở cái lý do như thế đấy các bác. Đưa cây lan về trồng, mình yêu quý nó thì mình mang nó về trồng và mình tạo cho nó một cái môi trường làm sao nó rất giống với thiên nhiên. Đấy. Giống với thiên nhiên để chúng ta cho cây lan nó phát triển. Thế còn nếu mà chúng ta mà làm cái điều kiện thiên nhiên nó khác quá xa với cái thiên nhiên, cái chỗ sinh sống của nó, thì cây lan nó sẽ phát triển kiểu uột, nó sẽ có thể không phát triển được, không sống được. Đấy là về cái gọi là tạo cái điều kiện cho lan. Thế là chúng ta biết là thuần được, thì chúng ta có thể là một số lan các bác nhé, một số lan là còn không thuần được. Lý do đấy, như các bác cũng đã biết, nhiều cái video của tôi cũng có và một số các bác ở YouTube cũng đã đề cập, là cái vấn đề là lan, mang lan về nhưng nó không sống được ở khu vực mình mà mình chăm chút, hoặc là cũng làm cái điều kiện của nó cũng khá là cẩn thận nhưng mà cây nó vẫn không sống được các bác. Đấy là cái lý do mà sự chênh lệch về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, thế rồi chênh lệch độ cao so với mặt nước biển. Ví dụ như ở đồng bằng thì cái mực nước biển là tôi không nhớ là bao nhiêu, nhưng nó ở cái tầm này chẳng hạn, nhưng mà nó ở tận cái cây đấy, nó mọc ở cái khu núi cao chốt vót, có nghĩa là cao đến hàng nghìn mét so với mặt nước biển, hay là 1.500 mét so với mặt nước biển chẳng hạn. Đấy là họ có cái số đo, hoặc là nó mọc ở trên những cái đỉnh núi mà quanh năm có sương mù bao phủ chẳng hạn, thì khi mà về cái ở đấy lúc nào nó cũng có gió này, nó mát thậm chí lạnh này đấy. Thì khi nó về về khí hậu của đồng bằng mình này thì nhiệt độ là cao này, nóng này, thì nó không phát triển được. Đấy thì những cái thứ đấy gần như là không thuần có nhé, không thuần nổi. Thì mang về được một thời gian là nó sẽ chết, nó sẽ kém phát triển, nó sẽ chết. Đấy là cái rất là bình thường. Đấy. Khi mà cái điều kiện sống nó không đáp ứng. Các bác là nó như thế. Thế nên là một số lan ở rừng mà những cái vùng cao ấy là rất đẹp, nhưng mà mang về đồng bằng, mang về chúng ta trồng đều chết cả, không sống được. Không riêng những cái bác mới chơi nhiều khi còn ít kinh nghiệm thì đã chết đã đành, những người nhiều kinh nghiệm lâu năm rồi, chơi lan ấy, gọi như là thuần được rất nhiều loại lan rồi, chơi lâu năm nhiều kinh nghiệm rồi nhưng mà vẫn không thuần được đâu các bác. Đấy nó giống như kiểu là đấy là một sự gọi là cái điều kiện sống không hợp lý với nó sẽ chết. Giống như kiểu mình đây bây giờ đấy này, mang ra dìm xuống nước ấy. Thì cái môi trường đấy là không phải môi trường của sự sống đúng không, của con người, con cá nó sống được nhưng người không sống được.
thì như thế, hoặc là cứ ngâm dưng nước chẳng hạn. Đấy là có nghĩa là cái môi trường nó không, đấy nói là ấy, ý là như thế, nó không thích hợp, không phù hợp là nó sẽ phải dần nó chết đi, sinh bệnh rồi nó phải chết. Đấy, cái đấy là nói với các bác nó dễ hiểu là như vậy. Thế lại nói về cái cây này, ví dụ như chúng ta trồng như này nhé, trên này là cho sơ dừa này, thì để giữ ẩm này trên mặt này, và chúng ta sẽ đầu tiên thì có thể là như như tôi thì tôi có dùng cái kích rễ N3M ấy, hoặc B1 hoặc là Super Thai đấy, hoặc là cái gì nhỉ? Antonic đấy, hoặc là một số cái loại mà nó thuộc là kích rễ kích mầm ấy, để chúng ta pha loãng ra và chúng ta sẽ phun tưới. Cái thời điểm này là cái thời điểm mà nó ẩm, độ ẩm cao, có mưa phùn, rất thích hợp với các loài lan này ra rễ ra mầm, là cũng là đầu năm nữa, cho nên là nó sẽ có thể nó ra rất nhanh. Đấy thì chúng ta có thể là pha tưới những cái thứ đấy, thì khoảng 3 lần, cách nhau mỗi lần khoảng 3 ngày, phun loãng loãng thôi, gọi là chỉ cần gọi là kích thích nó lên thôi, gọi là thế. Thì khi nó ra rễ, nó ra được rễ, những cái cây ra rễ rồi nó sẽ ra mầm. Khi ra mầm rễ nó ăn ra giá thể này rồi thì chúng ta bắt đầu mới dùng đến phân. Thì lúc đấy nó có cái phân tan chậm này thì nó cũng đã ngâm ngấm ở trong giá thể, thì có thể là cây nó sẽ hút được cái dinh dưỡng từ các cái phân tan chậm nhật, trì nhật, hoặc là cái phân trùng quế hay là phân hữu cơ, là nó sẽ hút dinh dưỡng từ cái đấy. Cái thứ hai nữa là sẽ rắc thêm một số cái phân tan chậm lên trên này, hoặc là phân trùn quế hay là phân bò tự ủ hũ hoài mục rồi ấy, cho lên trên này, thì cái dinh dưỡng sẽ được cái rễ này nó hút và nó sẽ nuôi cây. Thì nó khi đó là cái điều kiện thuận lợi là cây nó sẽ phát triển rất là tốt, cái kiếm nó cực kỳ dễ trồng, nên chúng ta cũng rất là hứng thú khi nó phát triển, khi nó đã lên được rồi. Nó chỉ khó nó lâu cái lúc mà nó dịp này này, nhưng khi nó đã ra rễ rồi, cái gọi là cây nó đã ấm chậu rồi thì nó phát triển rất nhanh các bạn, nó nhanh lắm, phát triển rất nhanh, và lúc đấy chúng ta nhìn rất là hứng thú. Đấy, thế rồi phân bón lá chẳng hạn, chúng ta có thể là nếu trong cái thời gian phát triển kiếm thì nó phát triển về lá mầm đấy nhiều, thì chúng ta vẫn cứ ưu tiên là cái phát triển cái bộ thân rễ lá. Ví dụ như các cái phân mà bón có lá thì chúng ta có thể là nó thiên về cái nhiều đạm, ví dụ như là phân 30-10-10 chẳng hạn, hoặc là cái phân đều gọi là 20-20-20. Các bác có thể dùng của các hãng nó bán trên thị trường, thì một số cái hãng mà uy tín thì chúng ta nên dùng, thì cái đấy nó sẽ làm cho cây phát triển là vượt bậc, khá là vượt bậc. Đấy thì là chúng ta sẽ trong cái quá trình trồng lan này, hôm nay là cái bước đầu trồng lan đúng không, thì tôi cùng các bác ngồi vừa trồng lan cũng là vừa muốn nói chuyện tâm sự, cứ gọi là liên tha liên thuyên hết cái nọ sọ cái kia, để chúng ta cứ nghe rồi chúng ta hiểu dần dần. Mỗi thứ nó có một cái giá trị riêng, ví dụ như là cách trồng lan, rồi cách chăm lan, rồi cách suy nghĩ về lan, rồi thế nọ thế kia cái thứ, thì chúng ta sẽ tổng hợp được nhiều cái kiến thức về lan, thì sau này có rất nhiều chuyện để nói về lan. Đấy, nên là các bác rất cảm ơn các bác cũng đã đồng hành cùng tôi, cùng ngồi
cùng tôi xem tôi trồng lan, vừa vừa trồng lan vừa nói chuyện cả tiếng, cả nửa tiếng đồng hồ. Rất cảm ơn các bác. Và tôi sẽ có những cái video lịch trình chăm bón cho những cây lan kiếm của tôi, và các bác cũng dõi theo cái sự phát triển của cái dòng kiếm này nó như thế nào các bác nhé. Thì video nó hơi dài, để không mất cái thời gian của các bác thì cũng xin tạm biệt các bác, hẹn các bác vào các cái clip sau. Dịp này một sơ di là nó có mấy cái video về kiếm, các bác cố gắng là cùng tôi ngồi nói chuyện. Tôi thì ở cái phương thức là vừa nói chuyện và chính, chứ còn sự chăm sóc các loại này thì nó không, tôi không nhiều chiêu lắm đâu. Chiêu nọ chiêu kia, bón phân cái nọ kia nó cầu kỳ phức tạp quá, tôi có khả năng là không làm được. Tại vì thứ nhất là công việc, hai nữa là tôi thấy nó không cần thiết đến mức như thế. Thì chúng ta cứ làm một cách đơn giản nhất, dễ dàng nhất để thư giãn là chính. Không, mình là chơi lan chứ không phải để lan nó chơi. Tôi xin chào và hẹn các bác vào các clip sau.